Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tủ bóng đá. Kính thưa quý vị, vừa qua thì chúng ta đều biết rằng thầy Park đã mang đến quá nhiều những thành công dành cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng mức lương mà thầy nhận được thực sự là rất khiêm tốn trong 5 năm mà thầy gắn bó với bóng đá Việt Nam chúng ta. Cụ thể thì thầy Park ký hợp đồng đầu tiên có thời hạn 2 năm với một mức lương được Bầu Đức trả rơi vào khoảng 800 triệu đồng trên một tháng. Và tức là tiền lương của Parser rơi vào mức khoảng hơn 25.000 đô trên một tháng khi mà chưa tính thuế. Và bản hợp đồng thứ hai mà Parser cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam ký đó là vào năm 2019. Mức lương của thầy Park tính sau thuế là rơi vào khoảng 50.000 đô trên một tháng. Và khung này được đánh giá là cao so với mặt bằng của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng thực sự vẫn là quá thấp so với bóng đá của khu vực. Bởi nhìn sang các huấn luyện viên khác của cũng khu vực Đông Nam Á thôi, thì mức lương mà họ nhận được sau thuế là cực kỳ khủng khiếp. Huấn luyện viên Shin Tae-yong nhận được một mức lương là khoảng hơn 130.000 đô trên một tháng, một năm là khoảng 1,5 triệu đô. Tức là thầy Park chỉ nhận được khoảng bằng 1/3 cái số tiền mà so với ông Shin Tae-yong nhận được mà thôi. Và đối thủ của Roper, cựu thuyền trưởng của đội tuyển Thái Lan đó là ông Akan Nishino của đội tuyển Nhật Bản trước đây, thì từng được Liên đoàn bóng đá của Thái Lan trả mức lương khoảng gần 1 triệu đô trên một năm. Và mức lương của Renisino được đánh giá là cao hơn rất nhiều so với Roper ở cái thời điểm đó. Và nhìn từ tiền lương để thấy rằng là việc Roper là một bản hợp đồng quá chất lượng như thế nào với bóng đá Việt Nam và thực sự là quá rẻ với phía liên đoàn. Thế Park đã mang đến một sự thành công rất lớn với chức vô địch AFF Cup 2018. Rồi chúng ta có hai tấm huy chương vàng SEA Games, Á quân của U23 châu Á 2018, top 4 của ASEAN 18, tứ kết Asian Cup 2019. Rồi chúng ta lọt tới vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022 và gần nhất đó là U23 Á quân của kỳ AFF Cup 2020. Bóng đá Việt Nam được đánh giá là sang một trang mới dưới thời của Parser, bởi ông Poking đã từng nhận xét về thầy Park như thế này: thắng thua là một phần trong công việc và sự nghiệp của chúng tôi. Tuy nhiên di sản của Henry Parser để lại dành cho bóng đá Việt Nam thì sẽ còn mãi mãi. Và đầu tháng 2 này thì như được biết, bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ công bố tân huấn luyện viên thay cho Parser. Và trong một thông tin ngày hôm nay chúng tôi nhận được đến từ một nhà báo cực kỳ uy tín và vô cùng nổi tiếng, thì anh ấy khẳng định chốt luôn là cái mức lương mà huấn luyện mới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam chúng ta nhận được rơi vào khoảng 2 triệu đô trong một năm. Và để chia ra từng tháng thì nghĩa là con số đó rơi tới khoảng gần 200.000 đô trên một tháng. Và tính ra như vậy là so với thầy Park là gần như là khoảng gấp 4 lần. Một số tiền vô cùng khủng khiếp. Thế nhưng điều đó liệu rằng có khiến cho bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam ngao ngán lắc đầu trợn tròn mắt ra hay không? Thì tôi nghĩ rằng có lẽ là bên phía Liên đoàn bóng đá cũng đã có những sự tính toán. Bởi đây là thời điểm chuẩn bị cũng công bố cái bản hợp đồng rồi. Và mức lương đó liệu rằng có phải là quá trên trời hay không? Thì rất nhiều người có ý kiến những trái chiều. Có nhiều người nói rằng thực sự đây là một mức lương quá cao, quá khủng khiếp. Và như vậy là cao nhất so với tất cả các huấn luyện viên họ đang làm việc tại Đông Nam Á hiện nay. Bởi mức lương 2 triệu đô một năm là con số cực kỳ khủng khiếp. Lên tới khoảng 46 tỷ, hơn 46 tỷ trên một năm. Một số tiền thực sự khổng lồ. Thế nhưng với phía liên đoàn họ đưa ra những yêu cầu như thế nào? Đó là việc đội tuyển Việt Nam chúng ta sẽ tham dự World Cup trong những năm gần nhất, có thể là năm 2026 hoặc xa nhất đó là năm 2030, mà chúng ta phải lọt tới top 70 thế giới của FIFA. Và với cái mục tiêu như vậy và với nếu như huấn luyện trưởng mới của đội tuyển quốc gia Việt Nam như hiện nay được đồn đoán đó là huấn luyện viên Philippe Chaucer, nếu ông ấy làm được điều đó thì tôi nghĩ rằng cái mức đó không phải là quá cao. Bởi thực tế nếu chúng ta vươn lên một đẳng cấp mới, nó tham dự của một cái vòng chung kết World Cup, thì mức lương 2 triệu đô trên một năm là mức đô hoàn toàn có thể chúng ta có thể chấp nhận được, mặc dù đó là mức lương cao hơn rất nhiều so với Parser. Hiện nay thì có lẽ rằng bên phía liên đoàn cũng đang cực kỳ tự tin, bởi họ đang có được những nhà tài trợ có đủ cái số tiền để mà trả lương cho huấn luyện mới này. Và để nói về cái mục tiêu World Cup, nếu hướng đến năm 2030 chúng ta cùng làm việc và vẫn cùng làm việc với huấn luyện viên này, thì số tiền mà chúng ta bỏ ra cho quãng thời gian đó là một con số cực kỳ khủng khiếp. Cứ cho là rơi vào khoảng 5 năm đi thì số tiền đó đã lên khoảng 10 triệu đô rồi. Một con số thực sự là lớn. Nhưng hy vọng rằng là với những con số đó và với những tính toán cũng những lời hứa mà chính huấn luyện viên Philippe Chaucer theo những thông tin mà chúng ta nhận được vừa qua, đó là giúp cho bóng đá Việt Nam chúng ta lọt top 70 thế giới. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có thể được tham dự vòng chung kết World Cup trong thời gian gần nhất,
thì số tiền đó tôi nghĩ rằng sẽ là hợp lý và xứng đáng dành cho bất cứ một huyền nào. Có nhiều người còn nói rằng hiện nay thì với bóng đá Việt Nam của chúng ta, thời kỳ mà thấy Park đến, thực sự đó là thời kỳ thực sự chúng ta đang đi xuống gần như chạm đáy về niềm tin nơi các cổ động viên. Cho nên thấy Park đã mang đến sự thay đổi không thể tin nổi và cái mức lương đó thực sự là quá thấp đối với thầy. Và giờ đây thì huấn Philippe Chuser, một huấn viên đang được đồn đoán sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, thì ông ấy đang có được những cái lực lượng thực sự là quá tốt của bóng đá Việt Nam với rất nhiều những nhân tố trẻ, những cầu thủ được đào tạo tại châu Âu, tại Đức vân vân, rất nhiều những nền bóng đá đẳng cấp. Vì vậy mà có thể cái nhiệm vụ lọt top 70 của bóng đá Việt Nam thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng được. Nhưng mục tiêu đó là tham dự World Cup, đó là mục tiêu mà chắc chắn là kể cả một huấn viên giỏi đến mấy thì ông cũng sẽ phải cố gắng rất 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 nhiều thì mới có thể hoàn thành được cái mục tiêu đó được. Nhưng như tôi đã nói thì thực tế là chúng ta nên có một chút cái niềm tin, bởi thế Park thời gian đầu ông ấy đến đây thì cũng không có được cái niềm tin như vậy. Thế nhưng thầy Park rời đi thì chúng ta đã nói rất nhiều, chúng ta nói về những thành công, chúng ta nói về cái công việc và cái sự đóng góp của Parser dành cho bóng đá Việt Nam. Và để nói về một đất nước gần nhất đối với chúng ta, đó là Trung Quốc. Vừa qua họ đã đưa ra rất nhiều những lời bình luận rất đáng chú ý liên quan đến đội tuyển Việt Nam cũng như Parser, và họ có một cái khẳng định như thế này: đội tuyển Việt Nam sẽ sớm dự World Cup nhờ huấn luyện mới, và liên đoàn bóng đá Trung Quốc sẽ khó để mời được huấn luyện viên Park Hang-seo. Vừa qua thì trang 163.com của Trung Quốc đã đăng một bài viết liên quan đến cái chủ đề liên quan đến các huấn luyện mới của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như Park Hang-seo, mà họ nói như thế này: việc thay đổi huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam chỉ chờ công bố chính thức, huấn luyện viên nổi tiếng sẽ bổ nhiệm để hướng đến đó là World Cup. Và theo quan điểm của tờ báo này, huấn luyện viên người Pháp Philippe Chuser sẽ là sự thay thế lý tưởng và hoàn hảo dành cho Park Hang-seo để dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Với kinh nghiệm và tài năng của ông Philippe Chuser thì đội tuyển Việt Nam sẽ rất sáng cửa góp mặt ở vòng chung kết World Cup 2026 khi mà giải đấu mà số lượng của các đội bóng sẽ được tăng lên. Và theo những thông tin mới nhất thì huấn luyện Philippe Chuser sẽ trở thành tân huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Đối với bóng đá Việt Nam thì đây sẽ là một khởi đầu mới. Huấn luyện Chuser đã có một kinh nghiệm huấn luyện thành công tại Nhật Bản và ông ấy được kỳ vọng sẽ dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đạt những bước đột phá mới. Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện rất tốt ở vòng loại World Cup 2022, thậm chí đánh bại đội tuyển Trung Quốc và cầm hòa Nhật Bản. Dù không lọt vào vòng chung kết, thế nhưng Park Hang-seo vẫn ghi được những cột mốc đáng kể. Và sau khi mà Park ra đi, huấn luyện Philippe Chuser đang là ứng cử viên lớn nhất và khả năng lớn nhất thay thế để dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Đây là một nhà cầm quân giàu tên tuổi và đặc biệt là rất phù hợp với bóng đá Việt Nam. Nhìn về tương lai, mục tiêu lớn của bóng đá Việt Nam đó là tham dự World Cup. Thực tế thì bóng đá nữ Việt Nam cũng đã chính thức đoạt vé dự World Cup và bây giờ là mục tiêu của đội tuyển Nam. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện Chuser thì đội tuyển Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo ra những bước đột phá mới, mà cụ thể đó là chinh phục tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Giải đấu mà số lượng các đội bóng được mở rộng, bước sang một triều đại của đội mới, mục tiêu World Cup của bóng đá Việt Nam sẽ sớm trở thành hiện thực. Đó là những gì mà trang 163.com của Trung Quốc có bình luận. Và bên cạnh đó thì trang báo này cũng tin tưởng rằng là liên đoàn bóng đá của Trung Quốc hiện nay mặc dù rất mong muốn có được chữ ký của Park Hang-seo trên cương vị là huấn luyện trưởng của đội tuyển quốc gia Trung Quốc, thế nhưng theo họ thì gần như điều đó là không thể. Và tờ báo này tin rằng kể cả đó là Trung Quốc thì thầy Park cũng sẽ không đến, mặc dù số tiền lương mà họ dành cho ông ấy chắc chắn sẽ là một con số rất lớn. Vì vậy mà tờ báo này tin rằng bên phía liên đoàn bóng đá của Trung Quốc phải tìm ra những điểm đến mới dành cho các huấn luyện khác và tìm những phương án khác phù hợp hơn dành cho liên đoàn bóng đá của nước này. Đó là những gì mà tờ báo của Trung Quốc có nói về Parser cũng như là huấn luyện mới của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hy vọng rằng đó là những phân tích mà chúng ta có thể tin tưởng, và tôi cũng tin rằng là chúng ta nếu như có một cách làm việc khoa học chăm chỉ mà chúng ta có định hướng tốt thì bóng đá Việt Nam chúng ta có thể sẽ tham dự vào chung kết World Cup sớm. Và nếu như mục tiêu đó được hoàn thành vào năm 2026 tới thì đó quả thực là một điều quá tuyệt vời, đúng không ạ? Còn quý vị và các bạn nhận xét như thế nào về những thông tin ngày hôm nay thì hãy để lại cho Tiểu Bóng Đá một like, một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của Tiểu Bóng Đá nhé. Tới đây thì bản tin của Tiểu Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.